Hoa Kỳ hỗ trợ trang web HIV và AIDS đầu tiên cho cán bộ y tế Việt Nam, tin từ Hà Nội. Trung tâm Kiểm soát và Ngăn ngừa Bệnh tật Hoa Kỳ CDC hỗ trợ và phối hợp với Đại học Y Hà Nội, Đại học Washington xây dựng một trang web giúp nâng cao kiến thức và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ y tế Việt Nam trong lĩnh vực chăm sóc bệnh nhân HIV và AIDS. Theo thông cáo của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội, trang web vừa được ra mắt hôm 29 tháng 11, được tài trợ bởi PEPFAR, tức chương trình cứu trợ khẩn cấp về phòng chống HIV và AIDS của Tổng thống Hoa Kỳ. Đây là trang web đầu tiên bằng Việt ngữ, chuyên cung cấp thông tin cập nhật về các xu hướng mới trong lĩnh vực chăm sóc HIV và giúp mang lại các dịch vụ tốt hơn cho bệnh nhân HIV và AIDS tại Việt Nam. Trong 2 năm qua, Hoa Kỳ đã tài trợ trên 10 triệu Mỹ Kim giúp đào tạo cán bộ và tăng cường hệ thống y tế Việt Nam trong cuộc chiến chống HIV và AIDS thông qua chương trình PEPFAR và trung tâm CDC.